Các bạn à, tại sao tôi và đồng chí Dư lại đứng ở đây? Bởi vì vị trí này là vị trí nhiều người hay chết nhất trong đánh đôi. Còn đánh đơn nếu mà đứng ở vị trí này thì bóng gần như là out rồi đúng không ạ? Out. Nếu mà giả sử họ đánh chéo sân thì bóng vẫn có thể bay xa. Nhưng mà nếu đánh dọc dây thì bóng chắc chắn là gì? Trong sân. Bởi vì điểm nảy sẽ baseline. Và ngày hôm nay tôi và đồng chí Dư sẽ đi luyện tập một cái cú đánh chuyên biệt. Né lưới. Trong đánh gì? Trong đánh đôi. Đó là ra hai mang cá, cả bên phải và bên trái, để giúp cho các bạn hóa giải được những đường bóng mà đối thủ gây cho chúng ta khó dễ. Đó là bóng bay ra ngoài baseline. Vậy một bài tập ở đây đó chính là gì đây? Đó là căn cứ vào góc độ của đường bóng tới, hoặc là căn cứ vào trái bóng là một quả, một là một cái kim đồng hồ, là một cái kim đồng hồ. Và chúng ta sẽ phải biết cách tiếp như thế nào để có độ ổn định, điểm rơi vào hai góc ngắn, né được cả hai lưới hoặc né được một lưới và một phòng của đối phương. Dạ vâng, bây giờ chúng ta sẽ đi hình dung cái cú đánh đó. Cảm ơn các bạn. Xin chào tất cả các bạn, mình là Thành, mình đến từ VNTA. Và đây cũng là một buổi tập về chuyên môn, giúp cho các huấn luyện viên của VNTA có được những bài tập chuyên biệt. Và bóng sẽ được đưa ở rất nhiều vị trí khác nhau, có thể là chéo, chéo, hoặc có thể là từ giữa sân, hoặc có thể là dọc dây. Nhưng chúng ta phải biết đánh từ bên ngoài và bên trong. Đánh mà nếu chỉ đẩy nguyên tay follow quá nhiều, bóng rất dễ bị ra ngoài. Mà chúng ta phải có một chút của cổ tay. Đó, một chút của cổ tay và siết bóng vào góc ngắn. Một là chúng ta ra bộ mở, hai là chúng ta ra bộ chuyển trụ. Nó tùy thuộc vào góc độ các bạn xuất phát. Nếu các bạn từ dưới lên thì là câu chuyện chân trước chân sau. Nếu các bạn chạy ngang thì các bạn nên ra bộ mở, độ ổn định sẽ chuẩn xác hơn. Và ngắm bóng đánh. Ngắm bóng đánh. Tí nữa tôi sẽ cho bài tập chuyên biệt để giúp cho chúng ta hiệu quả trong quá trình tập luyện và thi đấu. Và đồng nghĩa mới lại ở bên gì? Ở bên phải. Thì chúng ta đánh như vậy, còn bên trái thì sao? Bên trái chúng ta sẽ có một cái góc độ. Từ vị trí này chúng ta sẽ né in outside và đánh vào chéo sân. Khi chúng ta lùi từ bên kia, chúng ta sẽ ra cái bộ semi stand. Đấy. Và lúc này chúng ta sẽ đánh từ bên trong ra bên ngoài và né hai lưới. Nhớ chưa? Bởi vì ngày hôm nay là chủ đề chuyên về forehand thôi. Một quả thì ở mang xa ngoài cái dây giới hạn giữa sân đơn và sân đôi, nhưng một nảy bay ràng rào. Còn bên này cũng là tương tự, là bóng có độ cao và di chuyển bộ chân. Đây là đánh đôi các bạn nhé, không phải đánh đơn, nên xuất phát điểm chủ yếu sẽ ở vùng này đúng không ạ? Một là có thể là người ta giao bóng hai nhẹ vào bên trái, chúng ta né ra, chúng ta trả chéo luôn. Hai là họ đo qua lại vừa phải thì chúng ta cũng bắn passing. Đó, passing qua lưới. Đấy, và bây giờ tôi nhờ huấn luyện viên Nguyễn Văn Ban sẽ đưa cho anh và đồng chí Dư sẽ thực hiện. Di chuyển trước, free step, né, siết vô, chéo. Lưới vẫn di chuyển bình thường. Để tạo ra áp lực, đánh đôi là phải có người đứng lưới, tập đôi là phải có người đứng lưới. Siết chậm tay thôi, siết chậm tay, né di chuyển trước. Đúng, phán đoán chính xác. Lúc này chúng ta tập trung vào di chuyển sớm. Chậm tay, bóng đang bị bung ra ngoài là do tay hơi nhanh, dùng người đánh. Siết chậm, chính xác. Một cú đánh như thế đã là thành công lắm rồi. Ra bên ngoài một chút xíu nữa, ra bên ngoài một chút xíu nữa cho mình. Đúng, chính xác, chuẩn luôn. Đấy, mình cần những đường banh như vậy. Dựng cái cho mình nào. Siết, đánh ngược, ngược đường bay của banh đi. Đánh ngược đường bay của banh đi, tập trung vào độ ổn định cao nào. Nhấn vô. Đó. Tập trung vào, né xa cái lưới ra. Vào cái góc nhỏ đấy, chính xác, vào cái góc đó. Nhún gối điều chỉnh ngay. Đó, đúng rồi, tiếp tục. Nhún đi gối điều chỉnh, chậm tay. Chính xác, tuyệt vời, tiếp tục đi. Nhiệt lên, nhiệt lên. Đây là dạy học thực chiến mà. Tập trung vào, siết vô.
Nào đừng flat. Spin thêm gột cổ tay. Đúng rồi, chính xác. Góc điểm đấy đấy. Vẫn có một chút mép trên nữa. Có một chút về mép trên nữa. Bóng hơi sâu. Tiếp tục đi. Né ra. Vô đó. Và bây giờ sẽ là ba tình huống bóng. Tôi nói là ba level 1, level 2, level 3. Gần người, xa trung bình và xa mãi, xa xa. Thì trái bóng tôi cũng sẽ siết được vẫn vào khu vực ô nhỏ, mang cá để né nữa lưới của đối phương. Và các bạn quan sát cách mà tôi luyện tập. Bang. Bài tập chuyên biệt giúp cho các bạn thành công là bài tập gì đây? Nói lý thuyết thì hoành tráng lắm, nhưng mà phải có bài tập chuyên biệt. Và bài tập chuyên biệt bây giờ là gì? Đó là hình thức đoa mini tennis chéo sân và một người bắt vô lê đoa mini tennis chéo sân. Sau đó là thực chiến một người bắt vô lê và tôi sẽ đánh chéo sân và bạn ấy sẽ bắt nhiều tình huống bóng khác nhau và cứ giật từ khu vực tâm sân đôi cho đến giật dần ra và tôi cố gắng tôi đánh vào một điểm. Thì đó là bài tập chuyên biệt. Nào bây giờ là mini tennis, hai người liên tục. Ok, và sau đó là một người bắt vô lê và tôi cũng vẫn là mini tennis. Và tiếp theo là ở vị trí cuối sân. Người tập ban đầu muốn hay phải tập ở phía dưới để tạo tính nhịp điệu giống như đồng chí Dư. Và dần dần họ sẽ nhập hồn vào động tác của tôi và họ sẽ làm tốt. Vô lại. Và tiếp theo vẫn là mini tennis ở khu vực ô bên trái. Và bên này chỉ chuyên forehand thôi. Bằng mọi con đường chỉ đánh nguyên forehand không. Bóng thấp phải xuống gối. Đạp chuyển. Đạp chuyển. Nhún đạp chuyển. Rồi bây giờ sẽ là một bên volley. Ugh.
Vậy là hai bài tập chuyên biệt. Một bên là đánh forehand bên gì ạ? Bên phải. Vào chéo sân bên. Bên phải của đối phương. Ok, và một bên là forehand bên gì? Né trái đánh phải, đánh vào đâu ạ? Đánh vào chéo sân bên trái của đối phương. Ok, vậy là hai bài tập chuyên biệt dành cho đánh đôi chúng tôi đã xây dựng cho các bạn. Và cái cách thức luyện tập là như sau. Một là ban đầu hai người mini tennis nhẹ nhàng chéo sân với nhau. Hai là chúng ta đánh một người forehand, một người volley. Và cuối cùng là thực chiến đánh hết tay cuối sân. Và người bắt volley phải bắt ra nhiều hướng, gần người, trung bình, xa người. Và bên trái cũng tương tự. Vâng, vậy là ekip của chúng tôi đã kết thúc. Các bạn hãy đăng ký kênh và chúc các bạn sức khỏe, thành công. Nhấn nút chuông thông báo để nhận video mới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Xin chào.